Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn ván cờ hay đánh trong giải cờ tướng tài thần bôi năm 2020. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Bên đỏ đi tiên là ngoại tinh lai khách vương thứ nhất và người cầm bên đen là kỳ thủ Lưu Vĩ Long.吃 吃 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 将军 将军
tướng phi. Tới hình cờ trên, sau phần cờ cho bình C chiếu thì bên đen đã phải buông cờ xin thua, bởi các bạn thấy ngay đánh tiếp phải trước tượng qua để phòng thủ, khi đó lập tức là phần cờ cho ăn xe xuống tượng ngay để xuất cục. Một ván cờ tấn công đặc sắc đến từ danh thủ số 1 của Trung Hoa. Kính chào và hẹn gặp lại.